đúng. Đây là điểm du lịch Tràng An nha mọi người. Đây là... chào mọi người, đây là mấy thành viên trên đoàn. Đây. Du lịch Tràng An này là ai vô đây là bỏ nón được rồi nè, chứ ai vô đây bỏ nón được rồi, bỏ nón xuống đi đó cho nó mát. Phải đúng giống giống vậy hả chị ha, vậy mình đi về mình tổ nguyện rồi nốt này là hàng lắm, hàng lắm lam hả, sao không không phải là hàng lắm lem mà là hàng lắm lam. Đây nha mọi người. Ôi nè nè, quay lại đây nè. Chú ơi. Đây. Đây là mấy. Cái cô treo nữa. Đây nè, mấy cái nhũ đá nè. Đó, mấy nhũ đá nó nhiều đó. Đây. Đây là qua hết một động. Đó, này là kêu bốn động. Mình qua hết một động rồi. Là mình đi bốn động không? Dưới bốn động dưới ba điểm tâm linh. Này nó tự có chứ sao đục được. Cái này là mình đâu sao đục được. Cái này là thiên nhiên tạo hóa nó vậy mà. Như ơi, chụp cho chị hai bôi như vậy đi Như ơi. Em về chị cho con chị coi mới được. Chụp coi quay. Đập với em mới chụp đi. Ba nắng nữa rồi. Nắng nữa nắng luôn. Có ở đâu, không nắng nặng. Nắng xong nó mát mà. À cái hang trên kia cũng đi vòng xuống đây phải không chị? À trời, đi qua bên kia nữa kìa. Cắt mấy cái nhà bên đó nữa kìa, đẹp ghê không? Nhà bằng rôm ha. Chúng ta bằng rôm đó. Rôm. Ở đây mà mưa nước ngập chứ biết đi đâu. À, cô lại chào con Bé Ngọc. À, đi chiến thiện nguyện ở ngoài bãi Yên Bái. Xong rồi giờ cô đưa cho bà con đi về bãi Đính Tràng An. À, cho bà con đi trong bãi Đính, đi mấy cái hang ở bãi Đính Tràng An này con. Cảnh đẹp lắm. Ở mẹ con không biết chừng nào mẹ con đi được nè. À, đó rồi nè mẹ con, con là lớn tuổi không thì thấy phải nhập bổ quên hấu cơm ở bệnh viện này phải nhập đó, phải chèo thuyền quá đó. Còn mấy cô lại dẫn con mấy cụ già đi không à, mấy cụ già chiến đấu còn biết quá cho nó kèo cho mà. À, mấy cụ già này phải nói chứ à, hôm nay cô lại đưa mấy cụ già này đi là để thử sức khỏe, thử sức khỏe coi là đi không
đi đây ra tới ngoài Yên Bái, Lào Cai mà đi là hai đi một ngày rưỡi đã tới. Một ngày rưỡi qua ngày thứ hai là phát quà xong xuôi, buổi sáng buổi chiều là quay về Hà Nội. Quay về Hà Nội bây giờ cho mấy cụ già vô kiện tiền ở Bãi Đính đặt hàng. Con biết bà ngoại sao cô này. Em đi mà già, còn có không à. Mọi người tắt vô cái chỗ cái chùa thiền này, chỗ cái chùa này xá Phật cái. Vũ vũ vũ. À quay quay. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con đi đến Bãi Đính Tràng An, con nguyện cầu cho các ngài ở đây. Kéo vô bà con ơi. Đi luôn. Đi luôn không có, đi luôn vòng nữa đó, chú Huynh lại đây. Có đi vô hàng đó. Nè, hỏi 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 chị đây là giờ lại cái đây rồi đi đi ra hả, hay là còn đi nữa vô đó không? Vô quẹo lên đây, quẹo lên đây, vô quẹo lên đây cho vô đây đi. Không có. Không, quẹo lên đây cho vô đây đi. Đứng đây nè, chụp hình nè, cái nhà một cột nè. Dạ. Dạ, mô Phật. Rồi thôi lại kết thúc ở đây để chụp vài tấm ảnh nữa lưu niệm đây cho bà con nha. Rồi để chào cả nhà. Hello, hello. Alo, chào cả nhà buổi chiều nha. Giờ hôm nay Yết Yêu Thương đã làm xong nhiệm vụ đưa bà con đi đến Tràng An, Bãi Đính ở Ninh Bình. Giờ đưa cho bà con vô trong treo thuyền. Đây, một chiếc thuyền. Đây những chiếc thuyền đưa bà con trên dòng nước. Nước này rửa mặt được không ta? À, nay giờ bữa nay buổi chiều nay là mình đến đi Tràng An. Rồi alo con gái Văn ơi, sướng quá nè. Hôm nay là má sẽ làm xong nhiệm vụ của tất cả các mạnh thường quân cùng chung tay với Bếp Yêu Thương, là một nhịp cầu nối trao đến tất cả trái tim yêu thương đến bà con đồng bào miền Bắc, làm tròn nhiệm vụ vì nghĩa cử cao đẹp của một người con miền Nam đã đi đến miền Bắc. Làm xong nhiệm vụ giờ là má sẽ đưa con bệnh rồi hả, má sẽ đưa tất cả các bà con. Đây là bên đây thuyền, bên đây là chú Tiếp, bé Vi, bé Thuận. Bên đây thuyền, bên đây là chú Vũ, vợ chú Sơn bạn. Thế là ai biết đó nữa ta? Với lại cô Sáu Dung. Đó. Con bệnh sao Văn? Ô, cái đẹp. Ê, cô đẹp. À, cô đẹp. Chú Tiết, chú Ngần trước, chú La Làng thì không? Đó, anh Vũ nè. Bí Dân, Bí Dân chào cá đồng, Bí Dân chào cá đồng, chú Tiết ơi. Đó, Bí Dân chào. Chú Tiết mê sai quay phim mà không chào con à. Đó, đi về xem vết lâu. Đi đâu. Ngồi đây vết lâu tai phòng, làm gì tai phòng? Đây quay đi. Ủa nãy anh Tấn nó không có mua vé vô hả? Đây đây. Ui, sao không đi hả? Ủa hồi nãy nó đâu? Ghé đó sao còn ghé đẹp không vậy? Ủa Tấn nãy bạn đâu bà hai không thấy nó kêu nó bà hai. Không có đi. Ủa sao có? Ủa hồi nó xuống xe nó đây. Không có đi. Sao không kêu nó đi cho nó? Không kêu nó đi cho nó biết. Nó đi tới đây rồi mà không đi. Tặng nó đi. Giờ nó vô khác mà. Tấn ơi con lại mua vé đi. Mua vé vô. Không được. Không
đừng làm vậy nha, đừng làm vậy nha bạn. Tám chục khô à. Con lại mua vé vô đi, nãy má không thấy, má không thấy, má quên, má đang ăn đây. Một tiếng hả? À, chết được xong rồi. Ngồi mua vé vô đi, đó anh Thiên chơi được. Đúng rồi, rong á. Đẹp rồi. Đó anh Thiên tiền đi vô đi. Này nữa ra má cho. Rồi ta sẽ chiến thắng bên kia. Rồi, đây là chiến thắng đi đầu. Trời rong rong. Bên kia là rong này kẹo vậy. Rong gì chứ không phải. Ừ, rong này đâu ăn được. Mình ăn mình kêu mạnh lên chứ thua ta. Ủa làm gì mà phải phỏng nước sôi dữ ạ? À? Trời rong quá trời rong. Thấy bà già tăng tự không? Quay phim rồi đàng hoàng. Ai bà già? Hello, 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 hello. Gì bắt? Ajinomoto. Tóc mà cá mặt ong là gì? Bây giờ là phải nói là cá mặt ong là gì? Có giá trị. Còn cái mình má cái tuổi này chán lắm chứ. Cái tuổi này mới có giá trị. Ôi, có con chim gà, thấy chim lộn số, ai quay được con chim đó, hai gà đó. Đó, đó, anh chim, đúng rồi, tối ngày anh chim đây. Trời ơi, con chim lội nước nè. Ý như con vật, dùm mắt luôn. Hả? Dùm mắt luôn. Đẹp mấy không? À, nó chụp quay không? Chụp hình gửi con. Đợn chim hụt đâu ạ? À? Bay hả? Dấu, chấm chấm cái dấu. Dấu. Thì đi ba. Không biết đâu, nói gì lần đầu ai biết đâu. Đây là máy gì lần đầu. Sao không thấy gì hết trơn? Gọi lại nha. Cái vé mà người. Khoan, đợi chị nói lại sao nói em nghe đi. Dạ, để thống nhất đi nè. Nói à, sao? Đi tiếng mấy. Im, em ta nghe nè. Cái tôi nào đẹp? Tôi 1 là sao? 23 đó. Là sao? Tôi 2 4 hàng đồng. Đi tôi 4 là 4 động hăng linh phải không? 2 điểm tâm linh. Rồi đi. Đi tôi 4 thì đi tôi 4 là 4 động hăng linh hả? Tôi 2. Tôi 4 đi tôi 4. Tôi 4 đi vô. Tôi 4 đi vô 4 động với 2 điểm hăng linh. Tôi 2. Thôi, không có tôi 2. Tôi 2. 3 điểm tâm linh, 4 động 3 điểm tâm linh. 4 động vô 4 cái động vậy nè. Nhưng mà 2 điểm tâm linh đó tôi 4 là ở đâu ạ? Hello. Good, good. Đó này vô cái động này nè. Rồi không lên trên đó đó, điền đó mới đẹp. Là bình quốc. Đi lên tôi 1 tôi 2 đi. Nói nghe đi lên tôi 1 tôi 2 đi. Đi cái chỗ kia 3 tiếng hồ, cái này có 1 tiếng rưỡi là muốn đi nhiều. Tôi 2 đang rẽ đây này. 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng. Còn đi tôi 1, tôi 2, tôi 3 là các bác phải đi 3 tiếng. Đó, đi cái 3 tiếng nó nhiều mà cái nào cũng vô hang động á. Tôi 1, tôi 2 đi, tôi 2 đi. Đi, đó, đi tôi 1, tôi 2, đi lên đây nè. Con này tôi 4 nè. Cái đó tôi 2 là ta tự ta chèo, ta đi tôi 2 nhưng mà thôi. Là đi 3 điểm. Đây là chuyến 2 và chuyến 4 là chén đường này. Chuyến 1 với chuyến 3 là chén đường trên. Thôi quyết định nhanh đi cho người ta đi. Chị Ngọc. Cô hai nè chị Ngọc ơi. Con đi vô lịch về rồi hả Ngọc? Sao nghe mà nói đi người ta nghe chứ sao không nghe? Nói nè mà nó trả lời mình. Ta
Phật gia hộ cho mọi người làm chiến thiện nguyện xong. Bây giờ là chuẩn bị đoàn sẽ bước vô trong hang động. Đó. Đó. Cái hang động này quá đẹp luôn nè. Đúng rồi, chị Ngọc đang cà ăn mỹ đính đó chị Ngọc. Đó, về vô nè. Dài 60 mét. Đó. Vô quá mát. Vô hang động Tràng An mà bái đính ở Ninh Bình. Đóng tiền. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi tùy theo cái đường á, cái đường kia nó dành thầy mình chỉ qua rồi qua kia nữa. Đó, quá đẹp luôn, xứng đáng bát gạo đồng tiền phải không bà con? Vũ quay lại chụp cho ở đây tấm hình coi. Mưa mà nước trên đó là nó ổn xuống đây từ nào ấy. Ờ, bữa đang chìa bóp đói dưới. Bóp kèo kèo cơ, bóp kèo kèo. Nhân ra ăn nói rồi, bố cho thêm mẹ ơi. Hôm nay bố có nấu cơm cho biết Mỹ Phương này ăn cho mọi người ăn rồi bà đi xuống đây, rồi bà phải chèo thuyền, bà phải chèo thuyền có đưa mọi người đi vô qua đàn ăn bãi đính đây. Trời ơi. Hello, chào, chào bà con, một buổi chiều. Chào bà con một buổi chiều. Không khó rồi đi động mình kia nữa kìa. Đi tiếp động nặng nữa kìa. Đâu hết đường cái động tay kìa. Còn qua cái động đó nữa kìa. Dấu, chào cám dấu. Có lên đợi tới giờ này đi luôn. Nè, ở đây đó chỗ lên điểm tâm linh đó, là đây là một điểm này mình có lên sát cây xuống rồi đi. Thấy có thì ta ghé cho mình lên, còn không lên, có lên đi, lên sáng cái gì đi vô. Rồi đi vô cho mấy. Ơi là ngồi ngán thiền đi, xuống cho ngồi thiền đi, dây vô đi mình ngồi thiền mình xá Phật. Rồi vậy cũng được. Ngồi đây xách ba thiền vô mình chỉ xá. Có, ơi, nè, bà con mình nghiêm chỉnh, nghe trang nghiêm đàng hoàng, mình xá Phật cái đàng hoàng mình hả?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam thánh Phật ân trên mười phương chư Phật. Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, tất cả các chư vị Phật gia hộ độ mạng cho đệ tử huynh đệ chúng con. Từ miền Nam đi đến tất cả miền Bắc, nay chúng con thiện duyên để ghé nơi ở núi Tràng An Bảy đến chúng con xin thành tâm đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả các ngài chứng minh gia hộ độ mạng cho đoàn chúng con. Đi thân tâm an lạc phước huệ song tu, thiên căn tăng trưởng. Nguyện cầu ơn trên hồng ân tâm bảo mười phương chư Phật chứng minh gia hộ độ mạng cho đoàn chúng con đi đến nơi về đến chốn. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ đoàn chúng con sẽ đi đến tiếp một động thứ hai nha. Một Phật. Có áo cà cũng có cà. Chào anh Hoàng Tâm. Hôm nay lại làm một chuyến thiện nguyện đi bà con ở Yên Bái Bắc Tâm. Đi xong rồi làm công tác thiện nguyện nghĩa vụ. Là xong rồi giờ đoàn đang trên đường đi về thì tiện đường lại có đưa đoàn tất cả bà con làm tròn nhiệm vụ công tác thiện nguyện của tất cả các mạnh thường quân để những món quà thân thương đến bà con miền Bắc, thì đoàn sẽ làm xong nhiệm vụ rồi lại sẽ đưa bà con đến Bãi Đính Tràng An của Ninh Bình để cho bà con viếng đến tất cả các nơi thiện nguyện những nơi đây là những hang động. Có những cái vách núi rất là đẹp luôn. Bây giờ vô hang động thứ hai. Còn 250 mét. Này chỗ cái hang này nó dài, còn hang nãy là nó gầm cho nên không có điện, hang này nó dài.